mày. Đứng nhảy như thế này khói khác nhảy nha. Nhảy vào tao kêu sếp bắt chấm bẹ mày. Không. Phi nè, tao nè. Phi hả? À, nhìn giống không? Giống gì? Giống Michael Jackson nha. À. Mày giống mấy Michael kéo Việt Nam đó. Con mắt mày sao mày điên rồi. Tao nhìn đẹp trai mấy người nói nhiều. Ủa mày làm gì vậy? Đừng đợi. Ủa đợi gì? Đợi tiếng. Đợi nổi tiếng. Wow. Vậy trung tâm gọi mày hả? Không. Đang đợi người thôi. Wow. Trung tâm gửi người đến gặp mày hả? Mấy trung tâm gửi người gặp tao chứ. Thằng ta gọi thôi. Tao đang đợi ông đưa thư. Wow. Trung tâm gọi người đưa thư đến đưa thư cho Phong hả? Amazing. Hello, Fong. Hi. Welcome to LV Entertainment. Fong, you got invited. You got invited to be famous. Fong, you got invited. You got invited to be famous. Khùng mày. Mắc mới gì trung tâm đưa người đưa thư đến đưa tao chi? Tao đang đợi cái ông đưa thư đến đưa tao cái lá thư. Wow, lá thư nổi tiếng. Cuối cùng mày đã được ký hợp đồng với trung tâm rồi. Xin chúc mừng nam ca sĩ Phong Lê. You got a letter to be famous. Sửa rồi. Không, tao đang đợi trung tâm mà nó... Bữa tao gửi CD đến, tao đợi nó trả lời thôi. Ủa? Cái CD nào? Cái CD hôm bữa tao với mày làm đó. Ồ, oh, CD đó hả? Yeah. Wow. Ok. 1, 2, 3. Action. Action. Yo, quý vị, mình là Phong Lê, nam ca sĩ nổi tiếng nhất ở trong nước Mỹ. Yeah, 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 baby. Yeah, Phong Lê nổi tiếng qua những bài lấy tiền cho gái, gợi mọc anh ta là du đảng. Toàn là những bài hit song ở trên internet không à, quá nổi tiếng luôn. Nhưng mà các fan hâm mộ request là muốn Phong vô cái trung tâm, rồi vô mấy cái DVD, mấy cái live show này nọ rồi. Bởi vậy, mình đâu có muốn nổi tiếng đâu, nổi tiếng là cái gì, ca sĩ là cái gì, đúng không? Đâu cần nổi tiếng mà mới hả? Đâu có dần vô mấy cái đó mới nổi tiếng đâu. Mày nổi tiếng, mày thích nổi tiếng không? Mất dạy. Tao không nói mày thích nổi tiếng đâu. Bởi vậy á, nhưng mà cái fan hâm mộ request chỉ muốn làm DVD thì ok. Đây là Phong đưa chiếc shop phone của Phong cho với cái trung tâm. Thế ông Thúy Nga, thế gì Asia, Lạng Văn thì cứ gọi đi. Shop phone là 503-544-2121. 503-544-2121. Đúng không? Ờ, okay, nếu mà có gọi thì gọi trước 5 giờ tại Phong đi học. Còn từ 5 giờ đến 7 giờ nếu mà má Phong có phone thì nói được nói má Phong là trung tâm gọi. Bởi vì hả, má không thích tao làm ca sĩ. Rồi còn sao, đứng gọi sau 9 giờ, tại sao 9 giờ? Phải đi ngủ rồi, mai đi học sớm. Yeah, 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 như đâu muốn, trời ơi, Phong Lê bây giờ hả, Phong Lê quá nổi tiếng là trung tâm mà muốn tiền thì kiếm Phong Lê. Đúng không? Giờ muốn làm nhiều, muốn làm 1 triệu hả, 1 triệu đó nhầm nhòi, kiếm Phong Lê có gì sẽ là 1 tỷ. Không. Không, đi được đó. Mẹ có đâu có phim mà. Vô, 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 Phong Lê. Peace. Wow, tao nhớ cái phim đó rồi, tao rất là thích cái phim đó lắm á. Ủa thì cái năm nay mày ngồi đây mà ngày nào cũng đợi hết sao? Không, thứ bảy chủ nhật á, đừng nghỉ, đi chơi. Vì cái ngày đó ông đưa thư không có làm. Bởi vậy nguyên cái tuần á, đợi có 5 ngày à. Ôi, phong. Tao nói mày biết nha. Mai này hai chúng mình xin nổi tiếng, đi vũ trường. Yes. Đi vũ trường mình lái cái xe mới nhất 2008. Ồ, 2008 ha. Hyundai Sonata. Nghe xe đó bảo chị trăm ngàn mai lận.
Bởi vậy hôm nay mình đứng sắp hàng VIP luôn á. Yeah. Nghe nói đợi có 4-5 phút thôi. Vô rồi. Wow. Mình vô đó mình đao nước trên đàn. Hy vọng lần này những nàng đó sẽ nhảy với mình lần này. Nhớ không, nhớ không? Ừ đúng rồi, lần trước á, mình hai đứa mình mua nước xong bác nhỏ nha đi mất tiêu nguyên cái đêm luôn. Mất tiêu luôn. Bởi vậy tao nói mày hả, tao với mày sẽ nổi tiếng. Phải không? Một ngày nào đó tao sẽ nổi tiếng, tức là không còn con nhỏ nào mà dám chia tay nữa, không có đứa dám bỏ tao nữa. Một ngày nào đó tao sẽ nổi tiếng, tao nói mày mà. Một ngày nào đó con. Ủa tao mới ngoan mà. Mày ngoan hả? Mày. Để coi con nhỏ này chạy được bao nhanh nè. Sáu giờ rồi, chắc ông đưa thư không có đến đâu. Ngày mai đợi tiếp. Sao mình đi kem không? Yeah! Chắc có lẽ vì sắc đẹp của em làm anh say. Anh không muốn nói nữa, anh sẽ làm cho em thấy, cho em thấy tất cả hạnh phúc của đêm này nào. Rồi em không theo ai về. Con tim em không nghe thấy.